luôn. Lên trên đỉnh Mẫu Sơn thời điểm hiện tại của Mẫu Sơn hiện tại là đang một màu băng tuyết phủ đầy hết dưới này các bạn nhá. Đấy, những bạn nào mà không có dịp được tham quan ngày hôm nay các bạn có thể xem qua video này các bạn thấy đây, một màu tuyết trắng đầy hết tất cả các loại cây rồi. Như này các bạn thấy không? Gọi là cây tuyết. Thật sự là hôm nay rất là lạnh luôn. Tất cả những cây ở trên đỉnh Mẫu Sơn này đã bao phủ một màu tuyết trắng. Băng là hồng liên. Trơn luôn. Trời ơi, trơn lắm. Đi một cái này ngã luôn đấy. Đi làm vườn rau. Cực kỳ trơn luôn nhá. Này, nhau đi người ta là trơn này, trơn ngã này. Ở bước tay rồi. Rất là trơn luôn. Trơn lắm.
Bàn tay đi. Đi chưa nào? Chân chân chân. Con chèn vào đi chứ. Thế mình cảm giác cực kỳ trơn luôn. Như là vườn rau ấy nhỉ. Vườn rau tuyết. Đây là những cây băng tuyết tạm gọi như vậy. Cây băng tuyết